còn 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60. Ta đi ra con, ta đi ra con, ta đi ra. Đã bao nhiêu trời mưa ngay, em làm bé bịch em bỏ quay. Trời khuya rồi ta vẫn anh còn nghe lời yêu buồn. Lấy chai nước biển cho nó đi. Nếu con mập ta thấy nó mệt lắm rồi đó. Đã mập và còn quất mà lộn qua lộn lại. Cái lý do gì mà đánh nhau dữ vậy? Cái gì vậy? Đâu? Mày đứng vậy? Mày nói chuyện tao bỏ kìa. Mày muốn ở đây. Cái gì? Nó mất dạy lắm. Sao nó mất dạy? Đang đứng thấy ngon quá. Rồi xin nó hùng nó miếng mà quýnh em á. Không có miếng à, mất dạy dữ vậy. Chờ đi. Rồi sao? Sao chờ đi, cái đích cưng đâu có sao đâu. Để nó đại đi. Cái gì vậy? Đưa cái đích cho nó. Chứ cái hung đích là sao? Mình có quyền, nó xin mình là không, mình không cho không. Chỗ nào là mình quý cho. Quý vị ơi, quý vị văn quá lên, 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 văn quá lên. Xúc cái đầu tóc giả. Đầu tiên là mình sửa hai cái đầu tóc giả lên đi, nó lòi cái chán thanh bay rồi kìa. Rồi, rồi mình chờ số tiếp đi mấy thằng đầu. Đánh nó không? Nhường sân khấu cho đánh nè. Đánh nó không? Mày sao không? Tự nhiên cái... Ê! Có con mà trong đây đó. Có con mà đang hát chương trình này đó. Ừ. Con mà đâu? Kêu cái đây. Con mà đâu? Con mà đâu? Kêu cái đây. Thằng nào con nào con mà? Thằng nào con nào? Chương tròn tôi chứ quýnh con mà. Nè! Một chàng của tay em cứu đầu con mà luôn quý vị. Thấy chưa? Bước ra đường đó làm ông này bà nọ. Trở về nhà thì quả quọ như châu nè. Là con này nè. Rồi sao? Quý vị vỗ tay một tiếng rồi em ký đầu bà lộ luôn. Lớn hơn nữa quý vị. Ôi như nhiều người đồng tình tôi bị đánh quá vậy trời. Trước khi ký cái đầu bả, nhớ tháo cái nó mô hiểm cho đầu bả ra nha. Nó vô cái óc con bả được. Chứ mày nói mày đánh tao chứ tao lợi nó. Kì bà đi. Ai? Chào bà. Bạn hai con này. Mấy bạn ơi, bạn nào dịnh bà lộ lại tôi ký đầu tối chi lương mỗi đứa 5 triệu. Ê, trời ơi, là trời. Ai ta thấy là không được lãnh lương luôn. Thôi thôi được rồi, đúng rồi, tao nghĩ là không có lương để chia đâu. Rồi tụi bay đừng có đẩy. Đừng có xúi dại. Khoan, cái con thùng luồn kia mày muốn làm gì vậy? Con gà, nhào quá liền. Vì điểm 1 và 3 là nhào quá nha. 1. Em về 50. Ha ha ha. Em sẽ bất chấp. Nó đã hồi nách mà con kẻ thúi nữa. Ê, 50 ngàn. Nói nghe nè, được 50 tiền lương của tao, mất 5 triệu tiền lương Tết. Ok không? Mày chọn ok em. Không quý vị? Em là theo 100% quý vị luôn. Chơi hả? Ừ, chị Lộ, nhớ mặt từng người nha. Đúng rồi. Rồi, mày qua mày dịnh tao một cái nguyên cái Tết mày ngồi ở nhà. Tết năm nay năm tuyệt vời đã qua rồi đó. Đem tiền về cho mẹ đó. Đem tiền về cho mẹ. Đứng, đừng có đem mẹ về cho tiện. Không có được đâu. Bà quýnh một cái là văng vào mẹ nó luôn đó. Coi như nãy giờ chưa nói gì. Toàn quý khán giả số 7 em không. Ủa sao trở mặt nhanh vậy? Chưa đi làm răng nữa đó. Nghiệp cái này là nghiệp trả liền tay nè. Nghiệp trả liền tay. Không có cô ơi, không có cô ơi. Ai đâu biết mày để cái răng sát cái Migo như vậy. Đồng đội mày khôn quá. Rồi. Tao nói đồng đội mày khôn không? Quá. Tao nhìn là tao sợ con đồng đội mày đó. Mày chớp không con chó. Thôi dò xuống tiếp quá chị ơi, vô. Xin lỗi đến ai nè.
36 vừa kêu qua đã có một vị chủ nhân đoạt giải và em xin mời anh lên sân khấu để chúng em kiểm tra qua tờ vé nha anh ơi. Kính thưa quý vị và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị may mắn chúng tôi bước lên sân khấu nhận phụng giúp cho em và xin hỗ trợ giùm cho em hai khán giả bất kỳ sẽ tặng hai vé một lần tiếp theo được không ạ? Vòng này mình bình thường hay đặc biệt ạ? Dạ có ai không ạ? Rồi một chủ nhân ha. Còn ai nữa không? Ai xung phong giùm vậy? Rồi hai. Và mời hai anh lên sân khấu nha. Thưa quý vị và không mất thời gian của tất cả chúng ta, đoàn sẽ bắt đầu một vụ giải tiếp theo luôn. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình. Và ngay bây giờ, sau khi trao giải thì Ngọc Phụng sẽ trở lại sân khấu phục vụ cho tất cả quý vị nha. Rồi, ngay bây giờ, anh áo đen đi, áo đen lại đây, áo đen lại đây. Rồi, em cầm vé dò cho mọi người nha. Còn áo xám thì đọc giùm em cái số nha. Anh nhìn vô trong cái bảng ở phía trong để coi mã số vé nha. Mã số vé là 1652. Số 2. Số 2 có 1. 27. 27 có 2. 36. 36 có là 60. 60 hợp lệ. Mã số vé là 1687. 1687 hợp lệ. Số 7. Số 7 có 1. 17. 17 có 2. 20. 20 có 3. 36. 36 hợp lệ. Mã vòng là 1687. 1687 hợp lệ. Số 3. Số 3 có 1. 20. 20 có 2. 36. 36 có 3. 51. Ủa tôi quý.